Thảo Vi xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin Thế giới 24 giờ được cập nhật hàng ngày trên kênh The Second Post. Bản tin chiều tối ngày 23 tháng 11 năm 2023 sẽ có những nội dung nổi bật ngay sau đây. Thảo Vi xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Lực lượng mặt đất của IDF tiếp tục tấn công những kẻ khủng bố, xác định các địa điểm dưới lòng đất và tấn công cơ sở hạ tầng khủng bố ở Gaza. Quân đội IDF xác nhận đang tấn công các mục tiêu khủng bố trong khu vực Jabalia, với sự chỉ đạo của quân đội IDF, một UAV đã nhắm mục tiêu vào những kẻ khủng bố có vũ trang, tiếp cận IDF và tấn công một trạm quan sát gây ra mối đe dọa cho IDF bằng cách sử dụng đạn dược chính xác. Hơn nữa, máy bay không người lái và xe tăng đã tiêu diệt một số nhóm khủng bố ở phía bắc Gaza dưới sự chỉ đạo của lực lượng mặt đất của Israel. Lính IDF cũng xác định được một đường hầm bên trong một nhà thờ Hồi giáo. Tại một khu vực nông nghiệp ở Beth Hano, quân IDF đã xác định được vị trí và tấn công một đường hầm khủng bố. Lính IDF cũng bố trí nhiều vũ khí và một đường hầm khủng bố bên trong một khu dân cư trong khu vực. Tổng cộng, trong các hoạt động của IDF ở Gaza kể từ thứ Tư, các cuộc không kích đã được thực hiện nhằm vào hơn 300 mục tiêu khủng bố của Hamas, bao gồm các trung tâm chỉ huy quân sự, đường hầm khủng bố dưới lòng đất, cơ sở cất giữ vũ khí, địa điểm sản xuất vũ khí và trạm phóng tên lửa chống tăng. Lực lượng phòng vệ Iran hôm thứ Tư cho biết một máy bay chiến đấu đã bắn hạ thành công một hỏa tiễn hành trình đang bay tới trên biển đỏ gần thành phố cực nam Elat. Hỏa tiễn này được cho là do lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn ở Yemen bắn. Lực lượng Houthi đã bắn một số hỏa tiễn đạn đạo và máy bay không người lái vào Elat kể từ khi bắt đầu cuộc chiến Iran-Hamas vào tháng trước. Tất cả đều bị đánh chặn hoặc bắn trượt mục tiêu. IDF cho biết hỏa tiễn không đi vào lãnh thổ Israel, coi báo động không kích đã vang lên ở thành phố Nghĩa Mát Elias phía nam vào khoảng thời gian xảy ra vụ việc. Quân đội cho biết một máy bay tàng hình F-35 đã được điều động để đánh chặn hỏa tiễn. IDF không nói rõ vũ khí cách đất liền bao xa khi máy bay phản lực bắn hạ nó. Mặc dù không có nhóm nào nhận trách nhiệm, nhưng Hezem al một thành viên của cơ quan chính trị hậu thi do Iran hậu thuẫn, đã viết trên nền tảng mạng xã hội X bằng tiếng do Thái, chuyện gì đang xảy ra ở Elias al thỉnh thoảng đăng những lời chế nhạo bằng tiếng Do Thái ở Israel. Mặc dù Israel đã sử dụng máy bay phản lực để đánh chặn một số cuộc tấn công của Houthi, nhưng nước này cũng đã đánh chặn thành công hỏa tiễn sử dụng hệ thống phòng không Arrow. Các cuộc tấn công gần đây là bước đầu tiên tham gia một cuộc chiến tranh nước ngoài đối với người Houthis, lực lượng kiểm soát phần lớn Yemen nghèo khó và đã chiến đấu với liên minh do Saudi dẫn đầu kể từ năm 2015. Người Houthi cho biết họ đang hoạt động như một phần của trục kháng chiến chống lại Israel, bao gồm cả các nhóm khủng bố được Iran hậu thuẫn ở Liban, Syria và Iraq. Thủ lĩnh của Houthi, Adul Malik al-Houthi, tuyên bố rằng việc phóng hỏa tiễn vào máy bay không người lái vào miền nam Israel sẽ tiếp tục. Và sau đây là một số tin vắn đáng chú ý. Giám đốc Bệnh viện Shifa ở Gaza bị IDF bắt giữ để thẩm vấn. Một bác sĩ tại Bệnh viện Shifa ở thành phố Gaza nói với AFP rằng giám đốc cơ sở và một số nhân viên y tế khác đã bị lực lượng Israel bắt giữ hôm nay. Khalid Abu Samra, trưởng khoa của bệnh viện nơi từng là trọng tâm trong hoạt động của Israel chống lại Hamas, cho biết bác sĩ Mohamed Abu Samia đã bị bắt cùng với một số bác sĩ cấp cao khác. Một báo cáo trên đài truyền hình công cộng Khan nói rằng Abu Samia đang bị cơ quan tình báo Sinbad và IDF thẩm vấn, còn đài phát thanh quân đội đưa tin rằng anh ta đã bị giam giữ khi đang di tản đến phía nam giải strip idf cho biết họ đang xem xét các báo cáo idf đã tấn công các bệ phóng hỏa tiễn ở liban sau khi có nhiều hỏa tiễn bắn vào israel lực lượng phòng vệ israel cho biết họ đã thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và pháo kích nhằm vào một đội hỏa tiễn chống tăng ở miền nam liban gần cộng đồng jarid phía bắc sáng nay một số hỏa tiễn cũng được bắn từ liban vào miền bắc israel gây ra còi báo động không có thương tích nào được báo cáo trong các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn. IDF cho biết họ đang đáp trả bằng cách pháo kích vào các nguồn cháy. Riêng trong đêm qua, một hỏa tiễn đất đối không đã được bắn vào một máy bay không người lái của IDF trên bầu trời Liên IDF cho biết hỏa tiễn đã bị lực lượng phòng không đánh chặn. Để đáp trả, một cuộc không kích đã được thực hiện vào các bể phóng hỏa tiễn và kho vũ khí, IDF cho biết. Cảnh sát Đức tiến hành đột kích nhà của những người ủng hộ Hamas. Bộ trưởng Nội vụ Nancy Fisher cho biết trong một tuyên bố, "Chúng tôi đang thực hiện hành động chống lại những người Hồi giáo cực đoan bằng cách cấm Hamas và Saamidon ở Đức. Chúng tôi đã gửi một tín hiệu rõ ràng rằng chúng tôi sẽ không tha thứ cho bất kỳ lời xin lỗi hay ủng hộ nào đối với hành động khủng bố giả mang của Hamas đối với Israel." Cô nói, "Những người theo đạo Hồi và bài Do Thái không được cảm thấy an toàn ở bất cứ đâu." Bộ Nội vụ cho biết 15 ngôi nhà đã bị đột kích kể từ 6 giờ sáng sau khi tòa án ở bốn khu vực Berlin, Lower Saxony not Rhine, Westphalia và Kleswig Holstein ra lệnh đột kích. Đức ngày 2 tháng 11 đã cấm Hamas trên toàn bộ lãnh thổ. Theo số liệu chính thức, ước tính có khoảng 450 thành viên Hamas ở nước này. Bộ này cho biết, mặc dù các thành viên Hamas cho đến nay chưa thực hiện hành động bạo lực ở Đức, nhưng họ đã cố gắng gây quỹ để giúp nhóm này ở nước ngoài và gây ảnh hưởng đến diễn ngôn chính trị xã hội ở Đức. Trong cuộc họp báo trên truyền hình sau khi nội các đồng ý thỏa thuận ngừng bắn, Netanyahu, Gallen, Gantz nói rằng sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi Hamas bị tiêu diệt. Tất cả con tin được giải thoát. Trước sự bắt đầu dự kiến của cuộc chiến kéo dài nhiều ngày giữa Israel và Hamas ở giải Gaza, các nhà lãnh đạo Israel đã kiên quyết hôm thứ Tư rằng họ sẽ sớm nhấn mạnh sứ mệnh tiêu diệt nhóm khủng bố và thủ lĩnh của nhóm này. Tại cuộc họp báo ở Tel Aviv được tổ chức cùng với các thành viên nội các chiến tranh, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết, ông đã chỉ thị cho cơ quan tình báo Mossad của nước này nhắm mục tiêu vào những người đứng đầu Hamas, bất kể họ ở đâu. Thủ tướng nói như vậy sau khi một phóng viên đề cập đến một bản tin can khẳng định Ismail Haniyeh và Khaled Massan đang hưng phấn về cuộc chiến và mong muốn được cai trị Gaza sau khi nó kết thúc. Bộ trưởng Quốc phòng Job Galen lên tiếng nói rằng tất cả các lãnh đạo Hamas đều là những xác chết biết đi. Họ đang sống bằng thời gian vay mượn, Galen nói về những thủ lĩnh khủng bố. Cuộc đấu tranh diễn ra trên toàn thế giới, từ những tay súng trên chiến trường cho đến những người đang tận hưởng những chiếc máy bay sang trọng, trong khi các sứ giả của họ đang hành động chống lại phụ nữ và trẻ em. Số phận của họ là phải chết. Giải thích lý do cơ bản của thỏa thuận con tin với Hamas sẽ giải phóng khoảng 50 con tin Israel, trẻ em, mẹ của họ và những người phụ nữ khác. Netanyahu cho biết, những người bị giam giữ ở Gaza đã bị giao kề cổ và đó là trách nhiệm của Israel để giải cứu họ. Một lãnh đạo Hamas cũng cho biết thỏa thuận ngừng bắn sẽ có hiệu lực vào lúc 10 giờ sáng vào thứ Năm. Nhưng trong một thông báo bất ngờ vào cuối ngày thứ Tư, Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Tzaji Hanebi cho biết thỏa thuận này sẽ không có hiệu lực trước thứ Sáu. Thỏa thuận sắp được triển khai theo chi tiết của nội các Israel sẽ trao đổi 50 con tin Israel còn sống, trẻ em, mẹ của họ và những phụ nữ khác trong các nhóm từ 12 đến 13 người để đổi lấy một khoảng thời gian tạm lắng trong 4 ngày giao tranh và giải phóng tới 150 người. Các tù nhân nữ và trẻ vị thành niên người Palestine, nó cũng sẽ cho phép cung cấp nhiên liệu và nhân đạo cho Gaza trong thời gian tạm dừng. Thổ Nhĩ Kỳ được cho là sẽ không duyệt Thụy Điển vào NATO trước Hội nghị Ngoại trưởng của Liên minh, sự kiện vốn được mong đợi sẽ đánh dấu bước gia nhập của Stockholm. Ủy ban đối ngoại Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ tuần trước đã hoãn bỏ phiếu về đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển. Cơ quan này cho rằng cần thảo luận thêm nhưng không nêu mốc thời gian nối lại. Reuters hôm qua dẫn nguồn thảo tin cho biết, Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ có thể nối lại thảo luận vào ngày 28 hoặc 29 tháng 11. Đây là hai ngày ngoại trưởng các nước thành viên NATO họp tại Brussels Bỉ. Các nước và giới phân tích trước đó kỳ vọng Thụy Điển có thể gia nhập liên minh tại sự kiện. Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ nói, Thổ Nhĩ Kỳ rất quan tâm đến việc hoàn tất về duyệt Thụy Điển trước hội nghị ở Brussels, nhưng quyết định cuối cùng hoàn toàn tùy thuộc Ankara chúng tôi vẫn đang trao đổi với họ theo quan chức Mỹ, sau khi ủy ban phê duyệt, toàn thể quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục bỏ phiếu về vấn đề và tổng thống Tayyip Erdogan ký phê chuẩn để trở thành thành viên của NATO, Thụy Điển cần được quốc hội tất cả các nước thành viên chấp thuận, Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary là hai nước chưa bật đèn xanh cho Thụy Điển Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển, Pan Johnson, ngày 21 tháng 11 cho biết, nước này cần trở thành thành viên NATO nhanh nhất có thể để loại bỏ các nguy cơ từ Nga. Ông không đưa ra khung thời gian cụ thể, nhưng tin Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary sẽ phê duyệt cho Thụy Điển. Thổ Nhĩ Kỳ được coi là rào cản chính đối với tư cách thành viên của Thụy Điển. Các lãnh đạo Hungary đã bày tỏ họ sẵn sàng phê duyệt Stockholm khi Ankara làm vậy, nói rằng đây chỉ là vấn đề kỹ thuật. Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu Thụy Điển thực hiện nhiều bước hơn để kiềm chế các thành viên của đảng công nhân người Kurd, nhóm bị Liên minh châu Âu và Mỹ coi là nhóm khủng bố. Stockholm sau đó đưa ra dự luật chống khủng bố và dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu vũ khí đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Thụy Điển và Phần Lan hồi tháng 5 năm 2022 nộp đơn xin gia nhập NATO, kết thúc hàng thập niên duy trì chính sách không liên kết về quân sự. Phần Lan ngày 4 tháng 4 gia nhập thành công sau khi nhận được sự ủng hộ từ Quốc hội 30 nước thành viên. Thưa quý vị, Reuters đưa tin Tổng thống đắc cử Argentina Javier Milei ngày 22 tháng 11 đã cảm ơn tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau khi nhận được lá thư chúc mừng của nhà lãnh đạo Trung Quốc. Tôi cảm ơn Chủ tịch Tập Cận Bình vì những lời chúc mừng tốt đẹp. Tôi cũng muốn gửi tới ông ấy những lời chúc chân thành nhất, ông Milei cho biết trên Twitter ngày 22 tháng 11. Bình luận được đăng tải cùng bức ảnh chụp thư của ông Tập Cận Bình. Trong thư, ông Tập viết, Tôi sẵn sàng hợp tác với Tổng thống đắc cử Melay để tiếp tục tình hữu nghị Trung Quốc-Argentina thông qua hợp tác đôi bên cùng có lợi, đồng thời thúc đẩy sự phát triển ổn định và sâu rộng của quan hệ song phương. Ông Tập nói thêm rằng, cả hai nước đều là những nước đang phát triển, thị trường mới nổi quan trọng. Hai bên đã hỗ trợ lẫn nhau trong các vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi. Ông Melay đắc cử Tổng thống Argentina hồi đầu tuần này và dự kiến nhậm chức vào ngày 10 tháng 12 tới. Những lời cảm ơn của ông Malay gửi tới ông Tập Cận Bình trái ngược hoàn toàn với những chỉ trích trước đó ông nhằm vào Trung Quốc trong chiến dịch vận động tranh cử. Hồi tháng 8, BRICS gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi đã quyết định mời 6 nước gia nhập BRICS gồm Argentina, Ai Cập, Iran, Ethiopia, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Tuy nhiên, ông Malay từng lên tiếng phản đối việc gia nhập BRICS. Ông cũng thể hiện quan điểm không mặn mà về mối quan hệ kinh tế với Trung Quốc và Brazil, thay vào đó ông ủng hộ xích lại gần Mỹ và Israel về mặt kinh tế bà Diana Mendino, chuyên gia kinh tế được dự đoán sẽ trở thành ngoại trưởng trong chính quyền sắp tới của Malay mới đây cho biết Argentina sẽ không tham gia vào BRICS bà Mendino nói rằng Argentina sẽ ngừng tương tác với chính phủ Trung Quốc và Brazil khi được hỏi liệu Argentina có khuyến khích xuất khẩu và nhập khẩu với các nước này hay không. Đáp lại, tại cuộc họp báo ngày 21 tháng 11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho rằng mối quan hệ giữa Trung Quốc và Argentina đang tiến triển tốt và sẽ là một sai lầm nghiêm trọng nếu Argentina cắt đứt quan hệ với các nước như Trung Quốc và Brazil. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Mới đây, tập đoàn vũ khí Lockheed Martin của Mỹ đăng video hé lộ thêm chi tiết của tiêm kích thế hệ thứ 6 nhân kỷ niệm 80 năm thành lập văn phòng Skunkworks, bộ phận phát triển máy bay của hãng. Video điểm lại hành trình thiết kế phát triển máy bay quân sự của Lockheed Martin 80 năm qua, trong đó xuất hiện hình vẽ minh họa hiếm hoi về thiết kế không cánh đuôi của dòng tiêm kích thế hệ thứ 6 đây là mẫu chiến đấu cơ mà Lockheed Martin đang phát triển trong chương trình tiêm kích bầu trời thế hệ mới NGAD của không quân Mỹ. Theo chuyên gia quân sự Tyler Rogoway của Ray, hình dạng cánh và thiết kế tổng thể của tiêm kích thế hệ 6 trong video có nhiều nét tương đồng với các hình ảnh về chương trình NGAD trước đây của Skunkworks bao gồm bản vẽ đen trắng mà văn phòng này chia sẻ hồi tháng 7. Chuyên gia này nhận định chiếc tiêm kích có phần đuôi nhọn, không có cánh đuôi đứng, cho thấy nó dường như có một động cơ với ống xả tương tự chiến đấu cơ F-22, nhưng phần viền răng cưa thấp hơn. Đây là thiết kế phổ biến của các dòng chiến đấu cơ tàng hình giúp giảm bớt hoặc che giấu tín hiệu bức xạ hồng ngoại của máy bay trước các thiết bị cảm biến. Thiết kế này cũng giúp phân tán và làm mát khí thải tốt hơn sau khi nó thoát ra khỏi ống xả. Hiện chưa rõ tiêm kích của Lockheed Martin hay chương trình NGAD của Mỹ nói chung có động cơ đẩy Vector hay không, tuy nhiên khả năng cao là nó sẽ được trang bị tính năng này. Chuyên gia này cho biết, trên thân trong của tiêm kích có hai phần lồi lên, có thể giúp tăng thể tích bên trong mà không gây ảnh hưởng tới năng lực tàng hình. Cũng có khả năng đây là cách để che giấu thiết kế thực sự của chiếc máy bay mà không làm sai lệch quá nhiều hình dạng tổng thể. Rogoway nhận định, Điểm đáng chú ý nhất là phần kính buồng lái, nó có kích thước lớn hơn nhiều so với các hình ảnh về tiêm kích thế hệ thứ 6 mà Lockheed Martin từng công bố, cho thấy dòng chiến đấu cơ này dường như có hai chỗ ngồi, chứ không phải một chỗ như các nhận định ban đầu. Dù khả năng tự động hóa tích hợp với trí thông minh nhân tạo là điểm nhấn của chiến đấu cơ thế hệ thứ 6, có thêm một phi công trong buồng lái vẫn sẽ giúp việc điều khiển máy bay trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt là khi phi cơ đóng vai trò chỉ đạo đội hình tác chiến không quân Mỹ cũng sẽ phải huấn luyện nhiều phi công hơn để lái chiến đấu cơ thế hệ mới, tạo thêm gánh nặng cho chương trình đào tạo nhân lực, vốn gặp nhiều trở ngại gần đây của lực lượng này. Không quân Mỹ hồi tháng 3 cho biết lực lượng này đặt mục tiêu sản xuất 200 chiến đấu cơ và 1.000 máy bay không người lái hỗ trợ từ chương trình NGAD. Kính thưa quý vị và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Thế giới 24 giờ chiều tối 23 tháng 11 năm 2023 của The Saigon Post chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo